từng nghe lời dạy như vậy. Một thuở nhỏ thế tôn ăn chung, xa về thanh kỳ thu biên chung. Mùng lên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ coi bông trầm lương. Công dưỡng dùng thâm ân giống trà, nghĩa danh thành đạo cả mong đê. Làm con hiếu hạnh vì tiên bền, dùng huệ nhãn dưới trên kim tầm. Thay vòng máu xanh làm ngà quỳ, không uống ăn tiểu tùy hình hai. Mùng liền thấy vậy vì ai biết mẹ đói khát, ai hoài tình thương. Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu, nâng đỡ lòng cưng khô bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay ta che đầy hữu hầu bóng ăn. Lòng bồn sen tiền căng chưa dư, sợ chúng ma cưỡng dựng của bà. Cơm chưa đưa đến miệng đã hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thế thang, mục kiến liên bi cảm xót thương. Mau mau tìm đến giảng đường bạch, cùng sư phụ tìm phương giải đàn. Vẫn mới vào gió gian căn cội, rằng mẹ ông chúng tôi rất sâu. Sầu ông thân lưng nhiệm mâu, một mình không thể ai cầu đằng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thâu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ tà ma, ngoài đào bốn vị thiên vương. Cộng ba coi sáu phương tu tầm, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mang ngươi, phải nhờ thần linh của mười phương tăng. Pháp cứu tế ta toàn giảng nói, cho mọi người thoát khỏi ánh nắng. Bèn kêu mùng đi đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiết thì. Dằm tháng bảy là ngày thứ tư, mười phương tăng đều dự lễ này. Phải toàn sắm sửa chớ chay, đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải sắm dương năm đèn lo, cùng tháo hồn đèn đuốc nhang dầu. Món ân tình sạch báu mâu, đựng trong bình bát vọng cầu kinh dân. Chư đại đức mười phương thọ thân, trong bảy đời sẽ đăng siêu thăng. Lại thêm cha mẹ hiền tiên, đặng nhờ phước thực tiêu kiên ánh nắng. Vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dù ở đâu cũng tu hồi về. Như người thiền định sơn khê, tranh điều phiền não trăm về thiền nam. Hoàng người đặng bốn qua đạo hòa, công tu hành nguyện hòa vô sanh. Hoàng người núi thầm kinh hành, chẳng tham quyền quý ẩn thanh lâm phòng. Hoặc người đặng lục thông tấn pha, và những hàng duyên giá thanh văn. Hoặc chư Bồ Tát mới
mười phương hiện hình lãng sãi ở gần chúng sanh. Điều trí giới dân thành dân tình, đạo đức dày chánh định chân tâm, tất cả các bậc thánh pháp đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. Người nào có xăng gia vật thực, đăng cúng dường từ tứ